Hi, welcome back. Mình cầm 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Hi cho các bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bu, mình làm video về beauty và đời sống. Và nội dung của video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái loại sản phẩm mà chỉ cần dùng một cái sản phẩm này mà các bạn sẽ giảm mụn, hoặc một số bạn kiểu may mắn luôn hoàn toàn có thể hết mụn đối với sản phẩm này. Và giá những cái sản phẩm này cũng khá là rẻ trên thị trường để các bạn đầu tư. Có một số sản phẩm thì chỉ có giá trên dưới 100.000 thôi, ví dụ như cái tiếp Klenzit C này. Nói chung là những cái sản phẩm này đều sẽ có một cái cách để sử dụng đặc biệt. Vì vậy nhớ xem hết video nha. Nói chung là đây là một video để tiết kiệm tiền cho các bạn đó. Tim đổ nghèo khỉ thì phải coi hết nha. Ok, cái sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ nói cho các bạn, đây là Succinic Acid Acne Treatment của INKEY. Và đây là một trong những sản phẩm mà mình phải gọi là holy grail của mình luôn á, và dùng sẽ không muốn đổi. Ở trong em này thì sẽ chứa 1% PHA, chỉ 1% thôi để hỗ trợ các bạn bạc sừng. Còn cái nồng độ 1% mà để nói là nó sẽ kháng viêm được các kiểu cho các bạn thì maybe là chưa đủ. Nhưng mà bên cạnh đó thì ở trong em này còn có 2% sunfua. Sunfua sẽ làm gì? Sunfua nó sẽ hỗ trợ điều hòa lại cái tuyến bã nhờn của các bạn. Và đồng thời ở trong em này còn có 2% succinic acid nữa. Và như mình đã nói rồi, succinic acid là một loại acid mà dạo gần đây nó mới được gần được áp dụng vô các sản phẩm skincare thôi. Nhưng mà cái lợi ích của nó ở trên da của mình thì nó khá là to lớn. Mình không biết là có phải do succinic acid hay là do sunfua ở trong sản phẩm này hay không. Chắc chắn là không phải là do PHA rồi. Nhưng mà cái tình trạng mụn của mình nó cải thiện rất là đáng kể. Bạn có hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này 3 lần một ngày và hoàn toàn có thể sử dụng ở trên diện rộng. Và cách sử dụng em này khá là đặc biệt, nó dùng như một bước treatment. Ví dụ như là bạn sử dụng một cái skincare routine thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng toner, dùng serum, dùng tới em succinic acid này, sau đó khóa lại bằng kem dưỡng. Đó là cách sử dụng của nó, hoàn toàn có thể sử dụng 3 lần một ngày. Và cái trải nghiệm của mình đối với em này có thể gọi là cực kỳ perfect, ấn tượng nhất từ trước đến giờ luôn. Tại vì sau ngày đầu tiên thì tình trạng của mình giảm được từ 30-40% các nốt mụn mà mình bị kích ứng mà bị lên, hoặc là cái tình trạng mụn khi mà mình bị ngủ không đủ giấc rồi hormone của mình bị thay đổi thì em này cải thiện khá là nhanh nha. 30-40% trong ngày đầu tiên và giảm từ 65-70% sau ngày thứ hai. Đó là trên làn da của mình. Mình không hy vọng là các bạn sẽ đạt được tốc độ nhanh như vậy, tại vì mình biết cái tình trạng mụn của mình là bị thay đổi do hormone, chỉ cần mình điều chỉnh lại thì nó sẽ đỡ thôi. Nhưng mà em này làm cho mình có một kết quả khá là ấn tượng, và với cái giá không thể nào yêu hơn, chỉ có 250.000 thôi, thì các bạn học sinh sinh viên rất là nên mua em này. Không gây kích ứng cho các bạn, hạn chế gây tình trạng khô da, đồng thời cũng không ăn nắng luôn, nên nhớ không ăn nắng, hoàn toàn có thể sử dụng 3 lần một ngày. Bên cạnh đó, em này không nhất thiết các bạn chỉ chấm mụn, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở trên một vùng diện rộng, ví dụ như vùng kê hoặc là vùng má của các bạn. Nếu như các bạn bị tình trạng mụn viêm khá là nhiều thì em này sẽ cải thiện khá là dịu êm, nhưng mà cái tốc độ của nó khá là nhanh. Mình hy vọng là cái tốc độ hiệu quả trên làn da của bạn sẽ nhanh như trên làn da của mình. Vì vậy đây là một trong những em rất đáng mua với các bạn học sinh sinh viên nha. Ok, cái em thứ hai là em Klenzit C. Về cơ bản thì ở trong em này nó sẽ chứa adapalene và clindamycin phosphate gel. Đây là một em dạng gel nha mọi người, và em này mọi người sẽ khá là dễ tìm mua ở bất cứ đâu luôn, ở trên các sàn thương mại điện tử, ở Lazada, ở Shopee, hoặc là ở ngoài tiệm thuốc. Maybe một số tiệm thuốc các bạn cũng sẽ khá là dễ mua ở em này. Về đặc trưng thì em này sẽ chứa adapalene. Adapalene là một thế hệ của vitamin A và nó sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề điều trị mụn tốt hơn, nhưng mà nó sẽ không có quá nhiều các nghiên cứu để chống lão hóa bằng adapalene. Vì vậy các bạn chỉ sử dụng em này với mục đích là điều trị mụn thôi nha. Còn chống lão hóa thì maybe là các bạn sẽ cần tới retinol. Tiếp theo đó, một điểm nữa ở trong này đó chính là chứa clindamycin phosphate. Đây là một loại kháng sinh. Nghe tới kháng sinh thì maybe một số bạn sẽ hơi sợ, tại vì trước giờ kháng sinh thì chắc là chỉ do bác sĩ kê thôi. Nhưng mà nếu như bạn nào sử dụng được em này và áp dụng đúng với tình trạng mụn của bạn thì nó sẽ được cải thiện rất là nhanh. Em này sẽ cực kỳ phù hợp luôn nếu như bạn gặp tình trạng mụn mà mụn viêm, sưng viêm từ nhẹ tới trung bình thì hoàn toàn có thể sử dụng em này và sử dụng được ở trên một vùng da rộng. Và em này sẽ cải thiện cho các bạn khá là nhanh, tại vì kết hợp giữa kháng sinh và kết hợp giữa adapalene. Nếu như kháng sinh đi một mình thì nó sẽ bị hơi yếu, nhưng mà bị một cái đặc trưng thì em này dùng một thời gian các bạn nên đổi qua những loại khác. Tại vì kháng sinh mà các bạn dùng một thời gian dài thì da của chúng ta sẽ bị lờn với kháng sinh. Nhưng nếu mà dùng trong một thời gian ngắn, từ 3 đến 5 đến 7 ngày hoặc là cao lắm 2 tuần, thì nó vẫn mang lại những cái lợi ích khá là to lớn đối với làn da và những cái nốt mụn sưng viêm của chúng ta. Bên cạnh đó, một trong những điểm cộng nữa đối với
sản phẩm này đó là giá của em này nó khá là rẻ, chỉ có trên dưới 100.000 thôi. Vì vậy các bạn học sinh hoàn toàn có thể sử dụng em này. Nhưng mà nên nhớ nha, sử dụng một thời gian rồi thì nhớ đổi qua các loại sản phẩm khác. Ví dụ như là tiếp Succinic acid này hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài hoặc là các sản phẩm khác ở phía sau. Nhưng mà để gọi là chấm điểm thì em này chắc cũng phải được 9 đến 9 điểm rưỡi trên 10 điểm, tại vì giá quá rẻ trên cái công dụng của nó. Chỉ bị trừ một chút xíu là do không thể sử dụng được lâu dài thôi. Nhưng mà học sinh CV thì chắc là sẽ khá là ưa thích sản phẩm này. Ok, một cái sản phẩm khác mà maybe nó sẽ khá là đa năng thì đây là Neogence Acne Whitening Serum. Ở trên đây này thì có ghi là vừa trị mụn mà vừa làm trắng da luôn. Nhưng mà về cái khả năng làm trắng da của nó thì mình sẽ không đánh giá cao. Nó chỉ hỗ trợ cho các bạn đối với những cái vết thâm mà nó khá là mới thôi. Cái tổ hợp trong này chúng ta sẽ có gì? 2% salicylic acid, 2% mandelic acid, 1% vitamin C dạng EAA. Thì cái khả năng làm trắng sáng da nó sẽ đến từ 2% mandelic acid và 1% vitamin C. Nhưng mà cũng đừng trông chờ nhiều quá, tại vì 1% vitamin C thì nó hơi thấp. Em này sẽ có hai cách sử dụng. Một cách là các bạn chấm lên nốt mụn để hỗ trợ các bạn gom còi nhanh hơn nhờ vào cái đặc tính của salicylic acid. Nhưng mà cái đặc tính này thì mình sẽ không đánh giá cao lắm, tại vì đối với những bạn nào mà đã quen với nồng độ 2% DHA của một số hãng, ví dụ như Palatoy rồi, thì dùng sản phẩm này cũng sẽ thấy nó khá là bình thường, nó như một lớp gel dưỡng ẩm ở trên da của chúng ta thôi. Nên mình không đánh giá cao vào cái đặc tính trị mụn của nó lắm. Nhưng đối với những bạn nào mà mới lần đầu tiên mà sử dụng DHA, thì khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này thì cái tình trạng mụn của các bạn nó sẽ được gom còi khá là nhanh. Tại vì dù sao 2% DHA và 2% mandelic acid thì cũng sẽ nhiều hơn 2% DHA bình thường, và cái cấu dạng gel của nó cũng sẽ hạn chế gây kích ứng cho các bạn hơn. Cách sử dụng thứ hai là bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này ở trên một diện rộng. Ví dụ như bạn gặp tình trạng mụn sưng viêm từ nhẹ cho đến vừa thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này cho cả toàn mặt luôn. Mình nhấn mạnh lại nha, cả toàn mặt, không nhất thiết là phải một vùng nào đó đâu, để hỗ trợ các bạn trong vấn đề làm gom còi mụn, tiêu còi được nhanh hơn thì sản phẩm này đáp ứng tình trạng đó khá là tốt. Nhưng vẫn là dành cho những bạn nào mới thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà kiểu đã quen với BHA các kiểu rồi thì sản phẩm này baby thì nó sẽ không có đủ AF cho các bạn. Đây vẫn là một sản phẩm phù hợp cho người mới thôi nha. À, đây vẫn là một sản phẩm BHA nền cồn nữa, thì nó sẽ mạnh hơn 2% BHA các loại khác một chút. Vì vậy dùng toàn mặt thì cũng khá là ổn cái cấu dạng gel. Ok, một cái loại khác mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn, cái loại này thì nó sẽ có một cái tỷ lệ hên xui khá là signature đó. Đây là em Teana Skin to Kill, đây là Anti Acne Paste. Đây là một em chấm mụn mà không phải chấm bằng các loại thông thường như các bạn hay gặp. Một số loại chấm mụn thông thường mà các bạn hay gặp nó sẽ chứa ví dụ như là adapalene, tinh dầu chàm trà hoặc là benzoyl peroxide. Thì em này không chấm bằng các sản phẩm đó, mà em này chấm bằng cái tinh dầu cây bạch đàn. Thì cái tinh dầu cây bạch đàn nó cũng khá là tương đồng với lại tinh dầu chàm trà đó, ở cái đặc tính là nó kháng viêm. Nhưng mà tinh dầu cây bạch đàn hay là chàm trà thì nó đều là tinh dầu và nó đều có cái khả năng, có cái phần trăm gây tình trạng kích ứng da cho các bạn. Vì vậy đối với sản phẩm này thì nếu bạn nào có tình trạng da nhạy cảm thì cần pass test, hoặc là tình trạng mụn viêm của các bạn quá nặng thì các bạn cũng cần cẩn trọng với sản phẩm này. Còn nếu như mà các bạn gặp tình trạng mụn sưng viêm nhưng mà từ nhẹ cho đến trung bình cho đến vừa vừa đó thì sản phẩm này sẽ phát huy hiệu quả khá là tốt. Em này hoàn toàn có thể dùng trên vùng, hoặc là nếu như tình trạng mụn của các bạn bị nhiều thì có thể sử dụng em này trong một thời gian lâu dài vẫn được. Và nếu như bạn nào mà hợp với cái sản phẩm này á thì cái tình trạng sưng viêm và cái cồi mụn của bạn nó sẽ được gom khá là nhanh. Vì vậy đây là một trong những cái sản phẩm mà mình khá là ưa thích, nhưng mà nó vẫn có một tỷ lệ kích ứng nhất định, maybe là 90% là ổn, 10% là cái kích ứng. Vì vậy nếu như bạn nào mà muốn sử dụng sản phẩm này thì mình nghĩ là các bạn nên pass test. Nhưng nếu như bạn là một người có một cái skincare routine mà ổn rồi, mà có hầu hết các hoạt chất rồi, ví dụ như là có adapalene hoặc là có benzoyl peroxide vân vân, nhưng mà cái tình trạng mụn sưng viêm của các bạn không đỡ, thì hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này để kết hợp vô. Tại vì tinh dầu cái bạch đàn với benzoyl peroxide vân vân thì những cái thành phần này nó không có kỹ nhau. Nhưng nhớ nha, retinol hoặc là tretinoin với benzoyl peroxide thì nó sẽ hơi kỵ nhau một chút xíu. Vì vậy khi mà các bạn sử dụng để kết hợp thì các bạn cần phải suy nghĩ một chút. Còn với tinh dầu bạch đàn và benzoyl peroxide hoặc là adapalene thì nó cũng không có kỵ nhau, vì vậy có thể kết hợp được vô skincare routine của các bạn. Ok, cái sản phẩm cuối cùng mà mình sẽ review cho các bạn, đây là Epiduo gel. Em này thì cũng chứa adapalene, nhưng mà em này sẽ chứa một thành phần khác, đó là benzoyl peroxide. Adapalene ở trong này là 0.1%, 2.5% benzoyl peroxide để hỗ trợ gom cồi mụn cho các bạn. Em này là một kết cấu ghi là dạng gel, nhưng mà mình cảm nhận nó là dạng cream mỏng. Và khác với em Palatoy 5% hay 2.5% benzoyl peroxide thì mình thấy cái sản phẩm này nó không có mạnh bằng, chắc chắn. Tới bây giờ mình vẫn phải công nhận đó là 5% benzoyl peroxide của nhà Palatoy nó là một cái đẳng cấp khác luôn. Tại vì nó gom cồi mụn rất là nhanh,
Nhưng bên cạnh đó thì nó làm bong vẩy nữa mụn của bạn với một cái tỷ lệ khá là cao. Hỏi mình là cái chấm mụn nào mạnh thì mình vẫn nói là cái 5% benzoyl peroxide của Palatoy khá là mạnh đó, nhưng mà hầu như là mình sẽ không khuyến khích các bạn sử dụng, mà mình sẽ khuyến khích các bạn sử dụng các loại chấm mụn khác hơn. Thì đây là một em mà trong các chu trình skincare routine mà mình kê cho các bạn thì mình vẫn thường hay kê Epiduo hơn. Chỉ bị một cái thôi, em này khá là khó để mua ở trên Shopee, maybe Lazada sẽ có, mình sẽ để link cho các bạn. Em này thì hiệu quả nó chậm hơn một chút, nhưng mà được một cái là em này hoàn toàn có thể sử dụng theo hai cách luôn. Một là các bạn chấm lên nốt mụn của bạn, đây là một cách sử dụng hoàn toàn bình thường, bạn có thể sử dụng cách này tầm 1, 2 hoặc là 3 lần một ngày hoàn toàn bình thường không sao hết. Và cách sử dụng đặc biệt thứ hai là bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho vùng hoặc cho toàn mặt luôn. Mình thấy một số bác sĩ hay kê đó là nếu như tình trạng mụn sưng viêm của các bạn nó từ nhẹ cho tới trung bình mà bạn không bị nhạy cảm nha, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái Epiduo này thoa một lớp mỏng toàn mặt cho 5 đến 7 ngày đầu tiên, maybe là dưới một tuần đó, để hỗ trợ cái tình trạng gom cụm mụn của các bạn được nhanh hơn. Và đây là một trong những cách sử dụng mà mình thấy các bác sĩ có người recommend nha. Thì nó, mình nghĩ là nó cũng khá tương đồng với vấn đề là các bạn sử dụng peel để hỗ trợ cái tình trạng gom cụm mụn được nhanh hơn. Thì nếu như mà bạn nào không có điều kiện tài chính để có thể mua được cái sản phẩm peel thì maybe có thể sử dụng cái sản phẩm này cho đó. Nhưng mà với cái dung tích của nó chỉ có 15g thôi, thì dùng cách này cũng được kinh tế lắm. Nhưng mà thôi, các bác sĩ kê thì hoàn toàn có thể sử dụng theo. Nhưng mà nhớ tham khảo tình trạng da của mình trước khi sử dụng cái cách này, phải nên nhớ là da của bạn đừng bị nhạy cảm nha. Còn cái sản phẩm này thì cũng không gây cháy da nên cũng không phải đắn đo lắm đâu. Gây chai cồn mụn thì chắc cũng có, nhưng mà ít hơn cái của Palatoy nhiều. Ok, và đó là tất cả những cái suy nghĩ của mình về những cái loại sản phẩm chấm mụn mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên vùng để hỗ trợ các bạn gom cồn mụn nhanh hơn. Chỉ cần một sản phẩm đã có thể cải thiện cái skincare routine của các bạn rất là nhiều rồi. Và nếu như các bạn mong muốn mình làm những cái content nào đó hay hơn thì các bạn hoàn toàn có thể comment cho mình phía bên dưới, mình sẽ tham khảo và mình sẽ làm thêm nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.